Chào các em Lông Thủ nhá. Mình xin gửi bài giới thiệu cái cây vợt mới về anh em ạ. Một cây vợt rất đẹp mang tên đó là Blizza Pro ZZ. Đó. Chữ ZZ này các bạn đừng có nghĩ nhầm, nó là nó ăn theo cái thương hiệu 100ZZ của Zonex nhá. Các bạn biết là cây 100ZZ của Zonex ra 2020, nhưng cây Blizza Pro này đã cách đây 6 năm rồi cơ các bạn ạ. Đấy. Và mình thấy có một cái này rất là hay, đó là cái cây vợt này có đặc điểm cũng rất giống với cây 100ZZ bây giờ. Nhưng có thể cái đũa vợt nó sẽ ngắn hơn, dài hơn cây 100ZZ một chút. Nhưng mà mình thấy từ cái mặt vợt cho đến cái đũa vợt cực giống cây 100ZZ bây giờ luôn. Mà cây này ra trước 100ZZ, 100ZZ ra 2020, mà cây này nó, các bạn xem mấy cái người nước ngoài review cái cây này nó đã ra cách đây 5-6 năm rồi cơ. Không phải là bây giờ nó mới ra. Anh em nhá. Đấy, các bạn nhìn thấy kể cả cái kẻ chỉ các thứ rồi nó có cả chữ Pro ZZ này anh em này. Đấy. Rất giống luôn. Và mình để ý cái mặt vợt hình oval chữ nhật, nó hơi vuông vuông, hơi hình chữ nhật kéo dài một chút. Nó khác cái mặt vợt của cây Ziegler với cây Z42 anh em ạ. Đó. Thì đây để chúng ta nhìn kỹ cái vợt lại một chút. Cái vợt này nó sở hữu một cái màu trắng ngà và nó có những cái màu vàng 24K, phải nói là cực đẹp luôn anh em ạ. Đấy. Chữ Blizza Pro màu vàng và có viền bạc lấp lánh kiểu bạch kim ấy. Đấy. Trên cái nền trắng rất đẹp luôn. Cây này là Pro, là thuộc cái phân khúc mà cao cấp và cho những người chơi trung bị khá thì lên, có nghĩa là cái dòng này nó chuyên nghiệp. Đấy, ở đầu đây các bạn nhìn này, vẫn là 38 eo bài màu cực đẹp luôn anh em nhé. Đó, mặt vợt cũng hình hộp giống như kiểu 100ZZ luôn, nhưng mà mình cảm giác như cái phần góc 5 giờ với 7 giờ này nó làm khỏe hơn là cây của 100ZZ, vì 100ZZ nó làm mảnh hơn. Cây 100ZZ cái phần 3 với 5 này nó mảnh, nó giống như cây này, cây Honda Pro với Z-Tickler. Đó. Cây này cực đẹp. Và mình thấy cái cây này nhá anh em, cái đũa vợt của nó so với Z-Tickler, do với Honda Pro thì cây đũa vợt nó ngắn hơn của Honda Pro anh em nhá. Đó, anh em thấy chưa, đũa vợt nó ngắn hơn của Honda Pro. Mặt vợt nó kéo dài hơn. Mặt vợt nó kéo dài, nó vuông hơn, chứ mặt vợt của Honda Pro với Z-Tickler với Z-Tickler thì giống nhau, đó là nhỏ, thon. Đó. Còn cái đũa này nhá anh em nhá, nó là đũa của cây vợt siêu nhỏ nhất so với bây giờ ấy anh em ạ. Đấy, công nghệ Extra Swing Power là công nghệ như kiểu là gia lực tối ưu nhất ấy. Và cái điểm của nó là 6, cái nước sơn của nó rất là đẹp. Và cái mình thấy cái đũa vợt này là cái loại nhỏ nhất, đó là 6.2mm. Đó. Bây giờ nó có cây X-Fork 100 ấy, thì nó là đũa vợt nhỏ nhất là 6.0mm, là cây nhỏ nhất. Và cây này mình thấy đũa siêu nhỏ luôn anh em ạ. Nhỏ lắm luôn. Đó. Và cái đũa này mình thấy nó khá cứng. Tất nhiên nó không thể cứng như 100ZZ được, nhưng mà mình thấy nó khá cứng. Cây này mình thấy là nó cái điểm uốn cong của nó này các anh em này, mình thấy nó đẩy lên trên này, thì chắc chắn sẽ mình đảm bảo với các bạn với cây vợt như thế này nó sẽ cho những quả đập cầu rất là nổ và rất là cắm. Đó. Và đây là thông số của cây vợt anh em nhé. Cái này nó chỉ có duy nhất là bản 3U thôi, bởi vì nó hướng đến lối chơi là khá, chung mình khá đổ lên. Và đây là nó là weight của nó là 88. Balance Points là điểm cân bằng của nó là 305 cộng trừ 2 và flex của nó là 3.5. 3.5 là độ cứng trung bình, nhưng do cái vợt này đũa vợt nó hơi ngắn nên mình có cảm giác cái vợt nó cũng hơi cứng. Đó. Thì lát nữa mình sẽ đan cái vợt này. Mình sẽ đan cái vợt này và mình ra sân để mình test cho anh em nhá. Còn cây này thì nó thuộc phân khúc cao cấp, giá của nó niêm yết nó khoảng gần 3 triệu. Nhưng mà anh em mà mua qua mình thì chắc chắn là nó chỉ quanh 2 triệu thôi. Ok, thì lát nữa mình sẽ đi đan và review. Mình dự kiến đan cây này 11,5 kg. Để mình đập trợ uy lực. À các bạn ơi, cây này nó có cái điểm lạ nữa này, đó là nó có ba góc này, góc bên này này, nó có một cái gen chống lún và cường lực này, không biết cái gen gì, có thể là nó để khóa dây xô
xê dịch hay sao, mình thấy cái lỗ gen nó nhỏ, rất nhỏ luôn. Đấy, như kiểu là để nó khóa cái dây này để nó điều cầu tốt hơn hay sao. Đó các bạn, đây, đó. Và đầu đầu trên đầu này nữa các bạn ơi. Đó, nó có vậy thì khi mà mình cộng lại ấy, thì nó với mực này nữa thì nó sẽ cho mình cái điểm ngọt ở giữa mặt vợt này này. Nó có một cái khóa dây và nó sẽ cho cái lực đập nổ và đẩy rất là tốt. Lát mình sẽ review sau anh em nhé. Ok, chờ mình nhá. Và đây anh em ơi, mình đang lên dây cho cái vợt này nhá. Mình sẽ đan dây Mizuno 65R, dây repulsion, lực nảy rất là tốt. Dây này hiện tại là tay vợt người Ấn Độ Branoy, đại sứ thương hiệu cho Mizuno đang chơi dây này anh em nha. Dây này có giá bán lẻ là 190k, các thông số đây anh em. Mình kéo cái vợt của mình là 11,5 kg. Tí mình sẽ ra sân mình thử cho anh em. Còn anh em mấy khách hàng mua vợt với cái khen dây căng ngon thì đây chính là anh căng lưới của bên mình nhá, có kinh nghiệm gần chục năm trong căng lưới và chơi cầu, căng máy điện tử anh em nhá. Ok, chờ em mình lên sân nhá. Anh em à, sau khi mình trải nghiệm cái cây Blitzard Pro này, hôm qua là mình đan xong, mình đánh một trận đơn và hai trận đôi, tổng là 6 set thì toàn thắng anh em ạ. Phải nói là cây này ngay cái thông số của nó và khi cầm cây vợt mình đã thấy nó hợp với cái tay của mình rồi, nên mình đánh nó cực ưng. Nhưng mà hôm qua có mấy bạn cũng nhắn tin cho mình hỏi là pass lại cây này thì mình không pass, bởi vì sao, mình chắc thì mình đánh giải tỉnh rồi và cây này mình thấy rất là hợp tay thì mình với giữ lại để mình đánh. Thì cây này là cây mà mình đánh nó khá giống cây Atrox 99 Pro, nhưng có cái là nặng đầu hơn. Cái Atrox 99 Pro mình nhớ không nhầm là điểm cân bằng của nó rơi vào khoảng 300 ấy. 300 hay là 302, thì cây này là 305. Thì mình cầm cây này nó là 3U thì mình thấy nó đầm lắm, nó đầm tay lắm anh em ạ. Và nó rất là, nó hơi nặng đầu và nó cầm lên cây vợt nó có gì đó là ổn định anh em nhá. Đây, cái mặt vợt của nó mình thấy nó khá giống cây 100ZZ và cây 99 Pro. Đó, cái khung của nó cũng vậy, khung nó là khung như kiểu dạng khung hộp bo tròn, bo rất là đẹp. Và đấy, hôm qua mình căng cây này là 11,5 kg, mình thấy là đánh dây này thì khỏi phải bàn rồi. Đây là 190.000, dây Mizuno 65R Repulsion, dây này của Branoy của Ấn Độ đang đánh. Thì mình thấy là sao? Mình đánh cây này mình thấy đầu tiên phông đấy nhá, phông cầu mình thấy là ok, nặng đầu trợ lực, nhưng mà do cái thân nó cứng ấy nên anh em phải trợ lực, nhưng anh em cũng phải ra lực cho nó đúng thì cầu nó bay chuẩn đấy. Chứ còn nếu mà anh em mà thấy nặng đầu anh em vung mà ra lực tay không đúng là nó sẽ hơi bị non cầu nhá, hay là có thể là do cảm giác mình đánh nó chưa được nhiều nên mình cảm giác như vậy đó. Cái thứ hai đó là ve cầu trái tay cũng vậy, trợ lực mình thấy là do cái lực tay của mình đánh mấy quả là mình điều chỉnh cái là mình thấy nó vào nhịp ngay, mình ưng. Ok, hôm qua là mình đánh cả đơn lẫn đôi. Phản tạt thì là nặng đầu tì đè cũng ngon, đũa vợt ngắn anh em nhá, không quá dài như kiểu là Z-Fork, nên anh em mà cầm cao lên là anh em tì lưới các thứ ok lắm ấy, điều cầu rất chuẩn. Phải nói là mình ưng cái khoản này nhất. Và thứ hai là cái khoản mà phản tạt cũng rất là ok, tì đè phản tạt tì lưới các thứ ok, điều cầu bỏ nhỏ ok, mình đánh giá cây này rất cao. Còn khoản đập cầu mà anh em thường nói ấy, thì là nói là cây này đập sướng đấy, mặc dù không thể nổ như Z-Fork 2 nhưng mà bù lại nó có một cái gì đó là nó rất là nặng cầu và rất là nhanh nhá, nặng cầu rất là nhanh. Không biết là do cái này này, cái phần này nó tạo cho mình cái đây nhá, cái gen này bạn thấy không, cái lỗ nó nhỏ xíu luôn, nó chỉ gọi là lớn hơn cái lỗ xỏ dây ở cái dây một chút thôi đó. Và bên này cũng vậy, đỉnh đầu cũng vậy đấy, ba điểm này và cộng vào cái này thì cộng lại thì nó làm giữa cái điểm ngọt của cái vợt này, phần này đấy.
Và cái khi mà đập cầu đúng cái điểm này nhá, điểm đúng mặt vợt nhá, quả cầu đi rất mạnh và nặng. Và cái hai là mình cảm giác cái mặt vợt nó rất là chắc quả cầu. Không biết là do nó khóa cái lỗ gen nó nhỏ, nó khóa chết cái vùng này hay sao, mà khi mà đập cầu vào điểm này mình cảm giác cái tay mình nó rất là nặng và nó đầm cầu anh em nhá. Đó, thì đó là hôm qua là mình đã trải nghiệm rồi. Hôm nay mình mới về, mình mới quay lại để cho anh em xem, ghép lại cái video để anh em xem được một cái video hoàn thiện để đánh giá. Thì đúng thật, với mình đánh giá cây này là 3U nhưng mà nó cũng không quá nặng anh em ạ. Mình đánh 1C đôi, 2C đơn và 4C đôi là hai trận sau. Mình thấy mình vẫn có thể chơi được nữa, nhưng do là cán vợt nó bị ướt rồi, thế nên cái trận đơn cuối cùng 2C mình lại phải chuyển cái jack vào khai. Chứ nếu mà cái cán vợt nó khô thì mình vẫn có thể hoàn toàn là mình có thể chơi được tiếp 2C nữa, có thể là 8C. Đó, 3U nhưng không quá khó chơi như dòng 3U của Tonic nhá anh em nhá. Đó, nó nằm giữa, mình cảm giác nó nằm giữa 3U và 4U của Tonic ấy. Đấy, mặc dù nó là 3U của cây này. Thế họ này hỏi cây này có rung đầu hay không, thì mình do cái đũa vợt nó không cứng như 100ZZ hay là 99 Atop Pro, nên kiểu gì đập nó cũng sẽ có một cái sự mà nó mềm. Nếu mà ai mà ra lực khỏe quá thì sẽ không, sẽ thấy cây này nó hơi mềm một chút. Chứ bản thân mình như video ấy, mình các bạn thấy ấy, thì mình đập cây này đánh giá vẫn ok nha anh em nhá, cực ưng luôn. Và chính vì vậy mình giữ lại cây này, mình không pass lại cho anh em đâu nhá. Còn ok, anh em có thể tham khảo thêm một vòng một số dòng khác, nhưng mà rõ ràng với phân khúc 3 triệu mà thích công thủ toàn diện đơn đôi đều ok ấy, thì mình thấy cây này khó cây nào tìm được so với cây này nhá. Một cây vợt màu chắc đẹp, chất lượng tốt và có lối đánh khá là linh hoạt. Ok, anh em hãy thêm đăng ký kênh của mình để xem nhiều video hay hơn nhé. Ok, cảm ơn anh em nhá.